tổ tiên phù hộ, ba chồng mẹ chồng tương lai dồi dào sức khỏe sống lâu trăm tuổi. Còn con với Bibi yêu thương lẫn nhau sống trăm năm đầu bạc, cử hành hôn lễ thuận lợi. Ôi trời, cái gì vậy? Trời đất ơi, là phân chim đó. Con chim dám làm bậy lên đầu của anh nè. Hả? Đưa cần giấy cho anh đi. Để em lau giùm cho anh nha. Có kiến hồn. Trời ơi, em không có đem theo. Có phải không vậy? Đàn bà kiểu gì mà kiến không đem theo, còn ra thể thống gì nữa? Anh Lạc. Hả? Yên tâm, tóc anh không có rối. Thiệt không? Thì ra anh chú trọng vẻ ngoài tới như vậy, hèn chi lại cưới em. Anh Lạc, hồi nãy đầu bếp nhà hàng gọi tới hỏi anh tiệc cưới đãi 100 bàn có đủ không? 100 bàn nhiều vậy hả? Tức là mọi người trong thôn đều tới sao? Chỉ có 100 bàn thôi, sao mà đủ được chứ. Ba tôi rất là thích đông vui, mời luôn thôn kế bên. Phải đãi 138 bàn, nhất lộ phát đó. Còn số tốt lành nghe. Mời nhiều người như vậy, lúc đó em đóng vai nữ chính, phải đeo thêm mấy bộ trang sức kim cương mới được đó. Trước giờ thôn trưởng không thích khoe khoang, điều ổng mong chờ nhất là ly trà của con dâu. Có đeo gì cũng không quan trọng đâu. Để đúng nghĩa con dâu tốt, tôi không thể làm mất mặt ba được. Vào ngày cưới tôi phải mặc thật đẹp, đeo thiệt nhiều trang sức mới lộng lẫy chứ, có phải không? Nếu cô thật sự muốn làm một cô con dâu tốt thì cô nên ở lại cái thôn này, sáng sớm ra ruộng trồng rau, phụng dưỡng ba chồng mẹ chồng. Đừng theo anh Lạc về Hà Lan, vậy mới đúng nghĩa con dâu tốt. Anh Lạc, em đi thu xếp đặt bàn trước. Ừ, được. Bibi à, trợ thủ của anh hình như không thích em cho lắm thì phải. Nói gì cũng cãi lại. Vậy hả? Vậy thì em nói ít lại đi. Anh quen cậu Thêm cũng được mười mấy năm rồi đó. Coi vậy chứ không có gì đâu. Ờ. Chào mừng bạn đến với thế giới của Facebook. Rồi làm sao nữa? Thì vô chơi thôi. Chơi ra sao? Có người lên đây để coi lén chuyện người khác, cũng có người lên đây post chuyện của mình cho người khác coi. Sao chị không có bạn bè vậy? Bởi vì chị thật sự không có bạn. Chị kêu em dạy chị chơi chính là vì muốn tìm bạn đó. Con gái à, có đọc báo không vậy? Báo chí thường hay đăng tin kết bạn ở trên mạng á, thì dễ bị người ta lừa lắm đó con. Không có đâu ba ơi, con tìm bạn cũ thôi. Kiên à, tìm tiếp giùm chị. Chị muốn tìm ai? Một người tên Lục Uyển Thu, một người tên Hứa Trân Ni, một người tên Lương Kim. Được rồi, từng người một nha. Được, Lục Uyển Thu. Không có. Rồi, Hứa Trân Ni. Có hai người đó, chị coi đi. Trời, cô này 18 tuổi chắc chắn không phải rồi. Cô này xấu như vậy càng không phải là Trân Ni. Đang yên lành tự nhiên tìm bạn cũ làm gì? Đó giờ cô đâu có thích tìm người đâu. Không phải đâu ba ơi, Cindy đã nhập viện rồi. Cindy nào vậy? Gia đình cậu ấy mở trường dạy nhảy. Người mà hồi nhỏ rất thích tung tăng nhảy nhót đó ba. Bữa trước bị chấn thương ở đầu. Trước lúc hôn mê có nói con là rất muốn gặp lại bạn cũ. Mà khoan đã, không ổn rồi. Giống mẹ con vậy đó. Hồ bà sắp chết á, hai ngày trước đó cứ nhất quyết đòi tìm hai đứa con hoài. Trời ơi, bà nói chuyện xui xẻo quá à. Cindy không có chết, cô ấy chỉ bị hôn mê tạm thời. Có lẽ sau khi gặp lại tụi con sẽ kích thích cô ấy tỉnh lại. À, tìm được rồi, Lương Kim Yến có rồi. À, nè. Trời ơi, 36 người lần, phải tìm lâu lắm đó. Con gái à, con có thời gian tìm bạn bè thì chi bằng con tìm một công việc cho em của con có được không? Ba à, cũng lâu lắm rồi á, con không đi làm, sao con biết cách tìm giúp nó? Thì nhờ chồng của con, nó có nhiều sướng mai như vậy, chắc chắn sẽ có một chức vụ nào đó cho em của con thôi. Con không có hứng thú với ngành mai. Không có hứng thú, ba cũng đâu có hứng thú nuôi đứa con trai 30 tuổi bị thất nghiệp, suốt ngày ngồi lì ở nhà như vậy chứ. Con thử nhìn lại con đi, nhìn con bây giờ giống đang nghỉ hưu hơn ba nữa đó. Ba, có nhà khoa học đã phát hiện ra là thất nghiệp có lợi cho sức khỏe đó. Thí dụ như mỗi ngày ba làm việc 10 tiếng đồng hồ thì ba phải bỏ lỡ rất nhiều việc khác, chẳng hạn như là phải bỏ lỡ rèn luyện sức khỏe, học hỏi kiến thức nè, với lại khám phá bí mật của vũ trụ nữa. Được rồi, có việc hợp với con rồi. Người vũ trụ đó, vậy cũng coi như có công việc rồi, đúng không? Tìm được rồi, Ú Nu kìa, Lương Kim Yến đã kết hôn giám đốc địa ốc. Quan ngân quý khách tới coi nhà. Em ngủ gục ở đây á, giống con heo chết vậy đó.
anh mà là khách hàng cũng bỏ chạy rồi. Tại cả ngày có thấy khách nào đâu chứ. Chán quá mà. Như vậy chứng minh trận phong thủy của em không có được rồi. Bóng ma cô không thấy nữa. Ông xã à, dù gì cũng không có khách, hay là vợ chồng mình về sớm đi ăn lẩu đi nha. 21 vợ chồng mình á, đừng có mở tiệm nữa, đợi đói chết luôn có được không? Vào to rồi. Cô chú, để tôi mang lên lầu giùm cô. Cảm ơn nha. À phải rồi, có một người bạn đang ngồi đợi cô ở đại sảnh đó. Bạn tôi hả? Hello. Hi. Hi. Cậu có khỏe không? Dạo này sao rồi? Tốt. Đặt chỗ sao rồi, có ok chú không? Chú là con chỉ mới tới thôi à. Mới tới thôi hả? Chú Lợi có nhận ra tôi không? Tôi là Kim Yến, Ú Nu nè. Toàn thân Ú Nu. Tốt quá rồi, tôi còn sợ mình nhận nhầm người nữa chứ. Sao cậu biết tôi ở đây vậy? Cuốn tạp chí này viết nè. Giờ cậu giống như một bà chủ vậy, xém chút nữa tôi không nhận ra cậu rồi đó. Con của đại gia nông thôn cưới nữ trung niên thần bí. Chúc mừng cậu nha chú Lợi, tìm được người chồng tốt như vậy, đúng là ngưỡng mộ muốn chết luôn á. Nè, từ nhỏ cậu đã lớn lên ở Na Uy, hoàn toàn không quen thuộc với Hồng Kông, lại không có người thân nào hết. Cậu có biết con gái một mình phải cẩn thận một chút không? Cho nên mới phải nhờ một người bạn học như cậu đó. Tôi tính ở lại Hồng Kông một thời gian, muốn nhờ cậu tìm căn nhà giùm cho tôi. Sao vậy, cậu tính ở lại Hồng Kông phát triển hả? Không phải, tôi muốn tìm lại ba mẹ ruột của tôi thôi hả? Sao, bộ cậu tính trả thù hả? Nếu cậu thực sự muốn trả thù thì tôi có quen thân một người bạn có thể... Đương nhiên không phải rồi. Chỉ là tôi muốn biết ba mẹ tôi là người như thế nào, sao họ sinh ra tôi rồi lại bỏ rơi tôi thôi. À, thì ra cậu về tìm cội nguồn. Vậy cậu có manh mối gì không? Trong tay tôi chỉ có tên của một người phụ nữ, rất có thể người đó chính là mẹ ruột của tôi. Chú Lợi, nhẫn của cậu sáng quá đi. Giá khoảng 100.000 hả? Gấp 2 lần thì đúng hơn đó. Nhưng mà chiếc nhẫn này cũng còn hơi nhỏ, còn có chiếc 10 carat chưa giao nữa đó. Chồng chưa cưới của cậu tốt với cậu thiệt đó. Chả bộ với chồng của tôi, tụi tôi cưới nhau 20 năm rồi mà tổng cộng còn chưa tới 1 carat nữa đó. Mà tôi mới nhìn tướng cậu thôi cũng đã biết cậu có phúc rồi. Thấy cuộc sống của cậu bây giờ phú quý như vậy, làm bạn bè cũng thấy mừng cho cậu đó. À đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi. Công ty địa ốc này á là của chồng tôi mở đó. Giờ tôi cũng đang phụ giúp ảnh. Tuy quy mô của công ty không lớn, nhưng mà chuyên làm nhà lớn thôi. Tòa nhà Nhất Trụ Kình Thiên này vừa xây dựng không lâu, có cảnh điển rất là đẹp do danh sư thiết kế đó. Thì ra không phải tới tìm tôi mà là tới bàn chuyện làm ăn. Đâu phải, đâu phải. Tôi thiệt lòng chúc mừng cậu đó. Chỉ là thấy có thứ tốt nên muốn giới thiệu cho cậu thôi mà. Mình làm chị em lâu vậy rồi, chẳng lẽ có gì cậu cũng không tin tôi. Tôi cứ tưởng á, cậu sắp lấy chồng giàu rồi thì chồng cậu sẽ tặng cho cậu một căn nhà chứ. Nếu tôi mở lời muốn nói có thì nhất định là anh sẽ mua cho tôi thôi. Nhưng mà mấy căn biệt thự ở Hồng Kông, nguyên căn cũng không lớn bằng chỗ để xe căn nhà bên châu Âu của tôi nữa đó. Thiệt tình tôi không thích chút nào hết. Với lại sau khi kết hôn cũng sẽ di dân qua bên đó luôn. Cậu đúng là hạnh phúc mà, có người đàn ông thương cậu tới như vậy. Tôi cũng muốn gặp mặt ảnh đó. Tôi nghĩ chắc không có cơ hội gặp mặt ảnh đâu, anh bận lắm. Ơ trời, trễ vậy rồi, tôi phải đi massage mặt rồi đó. Được rồi, được rồi. Vậy tôi về trước nha. Còn cuốn sách giới thiệu nhà này á, tôi để ở đây ha. Lúc nào cậu có thời gian cứ từ từ coi thử. Nếu như cậu muốn mua nhà hoặc là bạn bè của chồng cậu muốn mua nhà, cậu nhớ tới tìm tôi nha. Được rồi, được rồi, lần sau nha, lần sau ha. Julie. Ê, anh Lạc, anh Lạc. Hai, hai. Chào anh. Cô này là là bạn cũ của em mà cô cũng bận rộn lắm. Giờ cô phải Lạc, về anh rồi. Anh Lạc. Đây là danh thiếp của tôi nè. Công ty địa ốc này là chồng tôi mở đó. Có cần gì thì ủng hộ tôi nha. Được thôi. Tôi với chú Lợi là bạn hồi ở trung học đó. Tụi tôi quen nhau 20 mấy năm nay rồi. Vậy hả, vậy hả? Tụi tôi cùng với 4 người bạn gái khác đã thành lập một nhóm tên là Em Lúc. Hồi xưa tụi tôi chơi chung với nhau rất thân, rất là vui vẻ đó. Chú Lợi còn nhớ không? Chuyện xưa như vậy tôi quên hết rồi. Phải rồi, chờ đã. Anh Lạc à. Hả? Tôi chưa chúc mừng anh. Cảm ơn. Cho hai người 100 năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. Tốt. Được rồi, vậy nha. Bye bye. Bye bye. Khoan đã, Julia.
Vậy em đã mời bạn bè của em tới dự tiệc chưa? Chưa mời. Nếu anh Lạc có lòng tốt mời á, tôi nhất định sẽ tới tham dự. Vậy mấy cô phải tới dự cho đông đủ đó. Vậy thì không cần. Sao lại không cần chứ? Bên đàn gái của em á, không có lấy một người. Thôi thì mời bạn bè em tới cho đông vui đi. Không phải là em không muốn, em sợ không mời được thôi. Lâu rồi tụi em không có liên lạc, sợ là không có tìm được. Tìm được rồi. Hồi sáng Tiểu Thi mới kết bạn với tôi ở trên Facebook đó. Dù chưa tìm lại được mấy người khác thì tôi với Tiểu Thi cũng được mà. Cảm ơn anh Lạc nhiều nha. Wow, chiếc nhẫn này cũng 3 carat đó nha. Sao nhẫn của mấy cậu chiếc nào chiếc đấy lớn dữ vậy chứ? Làm tôi không có cảm giác mình là phụ nữ gì hết trơn á. Thân hình cậu như vậy còn dám nói mình không phải phụ nữ sao? Cậu đang chọc tôi hả? Tôi còn nhớ hồi mình còn nhỏ, mấy cậu từng hay hát Unu mập Unu, nâu thịt chinh mình đem đi cung. xin lỗi nha. Lúc đó tụi mình hát chơi thôi mà. Chẳng phải cậu đang sống tốt lắm sao? Bà chủ của công ty địa ốc. Đúng rồi, có hứng thú mua nhà giùm tôi không vậy? Kêu chồng cô mua nhà đi nha. Kêu mẹ chồng cô mua nhà luôn đi. Dạo gần đây chuyện làm ăn của công ty không được tốt lắm. Nếu là bạn thân thì ủng hộ tôi một cái đi. Tôi mà giúp được thì đã giúp rồi. Tiếc là tôi ở nhà chỉ được làm một cung nữ thôi. Cái gì cũng phải chờ hoàng đế với hoàng thái hậu quyết định, không hề có chút quyền quyết định nào. Tiểu Ti à, cậu thay đổi rồi. Tôi thay đổi gì vậy? Cậu của ngày xưa sao chịu làm cung nữ chứ? Ít ra không phải làm chính cung hoàng hậu, ra mặt chống đối hoàng thái hậu, chọc bà tức chết mới thôi. Thì tại tôi không đủ sức đấu lại bả, nên giờ định phải bỏ cuộc thôi. Vậy cậu phải học hỏi Chu Lợi rồi đó. Giờ cậu ấy thay đổi hoàn toàn luôn rồi. Cậu gặp cậu ấy hả? Ừ. Tới hôm đó cậu có đi thì thay tôi chúc mừng nha. Tôi không đi đâu. Tôi biết Chu Lợi vẫn còn giận tôi lắm. Tôi nghĩ cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu. Wow, chuyện đã qua lâu rồi mà. Sao phải để tâm làm gì chứ? Giả lại cậu ấy đâu có nói không mời cô đâu. Nói sợ làm hết mọi người ở trong em lúc mà. Chuyện vui như vậy á, tụi mình cùng nhau đi đi được không? Là em club đó. Bây giờ tụi mình còn chưa tìm được Trân Nghi với Tí Lia mà. Tí Lia thì tôi cũng chưa có gặp lại. Nhưng còn Trân Nghi thì đang làm tiếp viên hàng không đó. 10 năm trước tôi có gặp cậu ấy ở sân bay. À, hình như tôi có ghi lại số của cậu ấy nè. Để tôi coi cái đã ha. À, tìm được rồi. Mà không biết có đổi số không nữa. Nè, con nhỏ kia, mẹ muốn đi vệ sinh. Sao lại đi hoài vậy? Không có ai bắt máy hết. Vậy cậu gửi tin nhắn cho cậu ấy đi. Ừ. Nếu mà không tìm được hai người họ, chắc tôi cũng không đi đâu. Tiểu Ti à, sao giờ cậu nhát gan dữ vậy? Hồi xưa cậu không biết sợ là gì hết mà, giống như đầu xe lửa vậy, gặp chuyện gì cũng không ngừng. Tôi mặc kệ đó, lần này phải đi. Nếu cậu trốn tránh không đi, nhất định Chu Lợi sẽ trách cậu không nể mặt. Còn nếu mà cậu đi á, thì tôi có thể làm người trung gian, giúp cả hai làm huề. Đi thì đi vậy, cùng lắm bị cậu ấy chửi một lần nữa thôi. Dù gì tôi cũng muốn biết cậu ấy lấy người ra sao. Ngược lại tôi tò mò, không biết chồng cậu ấy biết quá khứ của cậu ấy không. Baby hả? Khách sạn này có trộm đó. Hả? Có trộm? Em bị mất cái gì sao? Em bị mất một chai sơn móng tay, hai cây son, một bộ mí mắt giả, còn có miếng mặt nạ trứng cá vàng nữa. Mắc lắm đó. Nhất định là mấy bà thím dọn phòng lấy trộm rồi. Không được, phải làm cho ra lẽ. Nè, đừng có làm ầm ĩ mà. Sao vậy anh? Em còn chưa gọi 999 mà. Mỹ phẩm bị mất rồi thì đi mua cái khác đi. Cần gì tính toán chia ly với mấy thím đó làm gì chứ. Mấy phụ nữ mà nhỏ mọn như vậy là anh ghét nhất đó. Em cũng không thích bị người khác gạt. Trộm đồ của em. Ý, đây là cái gì vậy? Ú nu để lại đó. Ú nu? À, cô bạn thời trung học của em đó hả? Em đi kiểm tra coi có bị mất gì nữa không. Nè, khoan đã. Không phải em nói em không có bạn bè nào ở Hồng Kông hết sao? Em luôn ở bên anh học tập mà. Tại sao lại có người bạn trung học ở Hồng Kông vậy? À, năm đó bên anh sương mù lớn quá, em chịu không nổi cho nên mới về Hồng Kông vào học một năm đó. Một năm sau thì về rồi. Em với đám Ú Nù cũng không chơi thân lắm.
Thực ra thì mình không cần phải mời họ đâu. Không được đâu, đương nhiên phải mời họ rồi. Em có đám chị em đi cùng á thì đổi bật hơn nhiều đó, đúng không? Anh Lạc, thêm đó hả? Thứ mà anh cần em đã lấy từ tủ bảo hiểm ra giùm cho anh rồi đây. Cảm ơn nha. Là gì vậy? Là cái thứ mà em muốn nhất đó. Chiếc nhẫn này á là bảo vật gia truyền của nhà anh đó. Giờ lấy ra cho em đeo. Em phải bảo quản cho thiệt tốt, cho thiệt cẩn thận đó. Em biết rồi. Anh Lạc. Hả? Giờ chúng ta đi tập thể hình phải không? Được, đi thôi. Nè, bây giờ anh đi nha. Em thấy đói bụng á thì kêu phục vụ phòng, khỏi cần đợi anh về ăn chung. Em biết rồi anh yêu. Mười cara. Tôi hy vọng tương lai sẽ được như Trương Mạn Ngọc vậy. Một là làm minh tinh, hai là làm hoa hậu Hồng Kông. Nếu hai điều này không thành hiện thực thì tôi sẽ lấy chồng. Còn phải có chiếc nhẫn kim cương lớn thiệt là lớn. Cô tôi nói nhẫn kim cương càng lớn thì người phụ nữ càng hạnh phúc. Cuối cùng mình cũng đã đạt được ước mơ. Alo, Ú Nụ hả? Chú Lợi nè, muốn hẹn mọi người ra ăn cơm thôi. Nè, cậu chắc chắn chú Lợi có kêu mình hả? Phải đó, cậu đừng hỏi tới hỏi lui mà. Chú Lợi chủ động hẹn tụi mình đi ăn cơm, sao còn giận mình được chứ? Vả lại, giờ cậu ấy cũng giàu có hơn rồi, cái gì cũng hơn tụi mình, mắc gì phải tính toán chuyện cũ. Hơn nữa, tôi cảm thấy á, ngoài đám tụi mình ra, cậu ấy không còn bạn bè nào khác nữa đâu. Thiệt lòng tôi cũng muốn tụi mình có thể trở lại như trước kia, nhưng mà bây giờ còn chưa có đủ người. Cindy ở trong bệnh viện, còn Tiến Ly thì chưa tìm được, với Trân Ni nữa. Trân Ni, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ấy rồi, hy vọng cậu ấy sẽ sớm xuất hiện. Hay là mình gửi thêm tin nhắn cho cậu ấy đi. Làm gì vậy? Anh Lạc kìa. Anh Lạc nào chứ? Chồng của chú Lợi đó. Vậy sao mình phải trốn? Tại anh đang đi với người phụ nữ khác. Ở đâu, ở đâu? Ở đó đó, cậu thấy chưa? Biển số xe đó, chữ lét lét đó. Trời. Ý, đúng là thứ đàn ông điệu cán mà. Cứ tưởng mình cặp với nhiều cô là ngon lắm hay sao? Khẩu vị khác người như vậy, nhìn y như là yêu tinh á. Cậu chắc chắn mình không lầm chứ? Chắc chắn 200%. Ngoài hắn thì còn ai chứ, có biển số lét lét nữa đó. Lát nữa ăn cơm tôi nhất định phải hỏi rõ. Không được, đừng có nói lung tung. Lỡ mà mình nhận lầm thì biết làm sao? Mà chưa chắc chú Lợi tin tụi mình đâu. Nhưng chú Lợi sắp lấy hắn làm chồng, lấy một người lăng nhăng như vậy á, sao được chứ? Tôi hiểu mà, tôi cũng không muốn chú Lợi bị lừa dối đâu. Nhưng mà tụi mình phải nghĩ thiệt kỹ, coi phải nói với cậu ấy làm sao cho thiệt khéo léo. Gì mà không cho mang dép chứ? Đâu phải tôi không mặc quần áo đầy đủ đâu. Sao lại nói là không ăn mặc đàng hoàng? Vậy xin hỏi cô có đặt chỗ trước không? Tất nhiên có rồi, cô Julie Chu đã đặt chỗ trước rồi đó. Xin lỗi nha, hình như không có. Sao không có được? Cậu kiểm tra lại đi. Trân Ni, Tiểu Thi, Ú Nu, lâu quá rồi không gặp. Trời ơi, đồ đáng ghét, suốt ngày không nghe điện thoại, còn tưởng là cậu không tới chứ. Trời ơi, tôi bận muốn chết luôn đó. Tới được tôi nhất định sẽ tới. Ôi trời, nhìn cậu đi Tiểu Thi à, ăn mặc ra dáng bà chủ ghê đó. Còn Ú Nu, cậu thì hồi nhỏ đã mập, lớn lên cũng mập. Cậu cũng cắt trước rất nhiều. Phải đó, tôi như người bán rau bán cá ngoài chợ vậy. Nếu không phải vậy, sao người ta lại không cho tôi vào bên trong chứ? Xin cho tôi hỏi, một người phụ nữ sống với cái nóng hơn 30 độ C ở Hồng Kông mang đôi dép lê tới nhà hàng ăn cơm có vấn đề gì vậy? Có phải tại đôi dép lê của cổ không phải hàng hiệu nổi tiếng gì, hay là tại ngón chân cổ lộ ra như vậy quá gợi cảm? Chắc cậu sợ bị cổ mê hoặc nên mới không cho cổ vào trong. Thì đó, hồi nãy tôi thấy có người phụ nữ mang đôi dép lê cao 4 tấc mới đi vô trong kia, rõ ràng cậu kỳ thị người ta. Tiểu Thi à, chồng của cậu là luật sư mà phải không? Vậy kỳ thị dép lê kiện ra tòa được không ha? Sẵn tiền tôi hỏi luôn là Lâm mục sư, lúc bề trên của ông ấy cứu giúp nhân thế, hình như cũng là mang dép lê đó.
Sao rồi cậu bánh trai, tụi tôi vào được chưa? Ê, không được không được. Xin lỗi nha. Đang. Hello. Không ngờ lâu rồi không gặp. Mới gặp là gặp được hết mấy cô luôn. Thì ra mấy cô còn liên lạc với nhau à? Tất nhiên rồi, tụi tôi là bạn tốt của nhau mà. Ừ. Đúng rồi, cô có gặp lại bạn bè cũ không? Ồ không, tôi mới từ Mỹ về cách đây không lâu thôi. Mà nè, nếu mà hồi nãy không nghe được tiếng cãi nhau của mấy cô, tôi cũng không nhận ra mấy cô. Tụi tôi làm gì mà cãi nhau chứ? Tụi tôi hẹn chú Lợi ăn cơm ở đây. À, cô Toy, tôi có coi tạp chí thì cô sắp kết hôn rồi. Lát nữa tôi phải chúc mừng mới được. Đúng rồi, sao mấy cô không vào trong còn đứng đây? Xin lỗi, mấy cô không vào được. Ai mà biết nhà hàng kỳ cục như vậy không cho người ta mang dép lê chứ. Nếu như cô thích mang dép lê lại không phải là thành viên thì không nên tới mấy chỗ cao cấp như vậy. Nên đi ăn ở quán kế bên đó. Nghe tài xế nói thức ăn ở bên đó cũng ngon lắm. Xin lỗi, làm ơn cho mấy cô bạn của tôi vào trong đi. Cùng lắm tôi nói với cổ giấu chân xuống gầm bàn là được rồi. Nếu lỡ mà có người khiếu nại thì nói giám đốc trực tiếp gặp tôi. Làm ơn. Nè, mấy cậu đoán coi chú Lợi có tới hay không? Bộ giỡn sao? Khó khăn lắm mới tranh thủ được thời gian tới đây. Phải ăn một bữa cho thật ngon chứ. Đừng nói tới chữ ăn nữa. Bụng của tôi nè, nói tới nỗi kêu ồ ồ luôn. Sợ lát nữa cô không tới cho mình leo cây luôn đó. Tụi mình lại không phải là thành viên. Kêu nước uống rồi sao thanh toán đây? Không lẽ phải nhờ con nhỏ đang làm ơn nữa chứ. Không ngờ cô còn giữ được thân hình như vậy. Mọi người đoán thử coi cô đã lấy chồng sinh con chưa? Nhìn là biết chưa từng sinh con rồi. Người ta nhìn cậu lại tưởng là sinh mấy đứa rồi đó. Đừng nói tôi mà, tôi cũng muốn đẻ lắm chứ, mà đẻ không có được. Mấy cậu đoán coi cậu có làm phẫu thuật không? Hình như không có. Mấy cậu coi đi, không có lấy một nếp nhăn. Trời, giờ cậu có đi sửa thì nhìn cũng như chưa sửa vậy đó. Vậy còn sửa làm gì? Sửa xong đẹp hơn tụi mình là được rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, bạn trai của cổ cũng đẹp trai thiệt đó. Đúng là sướng thiệt á. Mấy chục tuổi rồi còn lãng mạn như vậy. Cậu với chồng cậu không như vậy sao? Cũng còn tốt hơn tôi. Đừng nói là trai đẹp, trai xấu tôi cũng không có nữa. Không phải chứ, uống đồ nói lúc trước cậu đầu qua lắm mà. Mấy người đó đâu? Đừng nói nữa, bị mẹ tôi đuổi đi hết rồi. Ê, để mai mốt tôi rảnh á, coi lại phong thủy cho cậu nha. Số đào hoa sẽ quay về thôi mà. Không cần đâu, cậu đó trang điểm một chút, mặc đẹp một chút là được rồi. Tôi làm đẹp cho ai coi chứ? Tại hai cậu không biết thôi. Mẹ tôi bị tai biến, cấm không cho tôi đi làm, bắt phải hầu hạ bà suốt 24 tiếng. Còn cực khổ hơn mấy công nhân ngoài bến cảng nữa. Nè nè, điện thoại gọi hồn reng rồi đó. Alo, lại sao nữa hả mẹ? Làm đổ nước thì đợi con về con lao cho. Mẹ cũng đâu có đi lại được đâu, sẽ không bị trượt té đâu mà. Được rồi, con ăn xong con sẽ về liền. Vậy đi không nói nữa. Thấy rồi đó, tôi làm gì có tâm trạng đi cua trai chứ. Nhưng mà vậy, chỉ nhìn thôi thì còn được. Xin lỗi nha, tôi tới trễ một chút. Cậu đừng có nói với tôi cậu là Trân Ni nha. Không sai, tôi chính là người đẹp năm xưa Trân Ni nè. Chúc mừng cậu nha. Cảm ơn. Tôi cũng chúc mừng cậu. Tụi mình gọi gì đi? Khuôn một chai rượu ngon nữa. Mấy cậu làm gì vậy? Không phải vì quán gà chứ? Không phải. Tại đèn tối quá thôi mà. Tôi muốn ăn cái này có được không? Được, ăn chung với cậu nha. Ok. Ủa,
Cô quen mấy bà nội trợ bên kia hả? Bà nội trợ làm ơn. Không đâu, tôi là bạn học cùng lớp với mấy cổ. Anh nói mấy cổ là nội trợ vậy cũng nói tôi rồi. Làm gì có, cô với họ khác nhau hoàn toàn. Có lẽ là vậy nên tôi không thể gia nhập nhóm của họ, không thể ngồi chung một bàn với họ. Vậy anh cảm thấy họ vui vẻ hơn hay tôi vui vẻ hơn? À, thế này được không? Anh Lạc của cậu đâu? Tôi tưởng anh Lạc của cậu sẽ ăn cơm với tụi mình chứ. Anh Lạc đi tập gym rồi. Thiệt sao? Gì mà thiệt hay không? Anh Lạc rất thích tập thể thao, nếu không sao lại khỏe khoắn như vậy. Lo ăn đi. Lại là mẹ tôi nữa. Tôi nghĩ chắc tôi phải về trước rồi. Tôi mà không về, không biết chừng bà sẽ gọi điện báo cảnh sát tìm tôi đó. Chú Lợi à, hẹn cậu tới đám cưới gặp lại nha. Cậu không cần tới đâu. Sao vậy? Thực ra hôm nay tôi hẹn mấy cậu ăn cơm, không phải muốn họp mặt đâu, mà là muốn nói cho mấy cậu biết sau này không cần tìm tôi nữa, cũng không cần tới dự đám cưới của tôi. Hả? Tôi tới dự đám cưới của cậu để chung vui với cậu mà. Phải đó. Có phải cậu sợ tôi làm mất mặt cậu hay không? Hay là như vậy đi, tới lúc đó tôi trang điểm đẹp lại, mặc bộ đồ đẹp một chút là được rồi. Hay là tại vì tôi, nếu cậu không muốn nhìn thấy mặt tôi tới vậy, tôi có thể không tới. Nhưng mà Trương Nhi với Ún Nu vẫn còn là bạn của cậu. Đúng rồi đó, hồi học trung học tụi mình là bạn thân với nhau mà. Sao lại ra nông nổi này chứ? Đủ rồi, mấy cô làm ơn đừng nhắc lại chuyện hồi xưa nữa được không? Mấy chuyện xưa đó tôi đã quên hết trơn rồi. Tôi chỉ còn nhớ là tôi đã tuyệt giao với mấy cô. Sao mấy cô còn tìm tôi nữa chứ? Suốt ngày nói chuyện xưa lắc xưa lơ. Tôi không còn là Chu Lợi của hồi xưa nữa. Tôi không cần bạn bè. Tôi bây giờ chỉ muốn kết hôn thôi, lấy người chồng, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không cần mấy cô. Được, vậy tôi cũng không giấu giếm cô nữa. Anh Lạc chồng cô đó. Cô muốn nói anh Lạc chồng tôi sao hả? Anh Lạc đối xử với tôi rất tốt. Mấy cô nhìn đi, tới 10 cara lần đó, mấy cô người nào người nấy đều không hạnh phúc bằng tôi. Đàn ông có tặng cậu viên kim cương lớn cỡ nào cũng vô ích, quan trọng là chung thủy hay không. Nếu không thì sau này cậu lấy anh ta không thể sống hạnh phúc được đâu. Cô tưởng tôi ngốc như mấy cô vậy hả? Không biết chọn đàn ông sao? Anh Lạc là một người tốt, không chơi bời bài bạc nhậu nhẹt hút chích nói dối, chỉ thích tập gym thôi. Lành mạnh biết mấy. Còn thích gái Tây nữa chứ gì? Gái Tây gì chứ? Thì cô gái Tây tóc vàng đó. Hồi nãy tôi với Tiểu Ti thấy anh Lạc đang hôn một cô gái Tây đó, biết chưa? À, ghê vậy. Chu Lợi, chúc mừng cô nha. Chúc cô kiếm được người chồng tốt. Sao mặt mày như vậy? Sắp lấy chồng mà không cười nổi à? Để tôi mời cô uống một ly nha. Xin lỗi, tôi mà uống rượu vào là không để ý học cách phát âm của cô nói thôi. Sau đó là bị người ta cười, hỏi tôi quê ở đâu. Thiệt là tức chết mà. Mấy cậu có ngửi thấy mùi hôi không? Hôi quá đi à. Hôi quá. Là con ma nào của Liêu trai tới vậy ta? Không phải ma, là tiên. Ô, làm ơn. Đuổi được hồ tiên rồi. Ấu triển. Chu Lợi, cậu không sao chứ? Có chuyện gì không? Xin lỗi Chu Lợi, tôi với Ú Nu không có ý đâm sau lưng đâu. Tôi cũng không định nói ra cho cậu biết. Vậy sao còn nói? Mà cô nói thế nào tôi cũng không tin. Chính mắt tôi thấy vậy thiệt mà. Tôi không gạt cậu đâu, cũng không muốn cậu bị người ta gạt. Tôi không tin. Tóm lại tôi không nhìn thấy là được rồi. Dù thế nào thì tôi cũng kết hôn với ảnh. Cậu không sợ sẽ hối hận sao? Cho dù cậu có đồng ý lấy ảnh, cậu cũng nên biết anh có nói dối cậu hay không. Sau này có dối cậu nữa không? Nếu không, sau khi kết hôn anh tiếp tục lừa dối cậu, cô chịu được không? Chịu được hay không là chuyện của tôi. Ai mượn cô bận tâm làm gì? Hay là cô đố kỵ vì tôi lấy được người tốt như vậy? Hay là cô muốn trả thù vì tôi không mời mấy cô đi dự tiệc nên mới bịa chuyện tùm lum để cho tôi khỏi lấy chồng? Cô nghĩ tôi ích kỷ như vậy sao? Tại cậu vẫn còn giận tôi nên cậu mới không tin lời tôi nói thôi. Nhưng mà tôi mặc kệ, dù cậu chửi tôi là bà tám hận tôi cỡ nào cũng được, tôi vẫn luôn lo cho cậu. Tôi không muốn cậu bị người ta lừa.
còn muốn tuyệt giao với tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ coi cậu là bạn của tôi. Tôi muốn cậu vui vẻ, tôi muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu lấy người tốt. Ê trời, chú Lợi à. Nè. Sao hả? Ngày đầu tiên đi học có hồi hộp không? Yên tâm đi, có tôi với Tiểu Thi ở đây, cậu đừng sợ gì hết. Đi, giới thiệu mấy nhỏ bạn thân cho cậu biết. Đi thôi. Khó nghe quá à. Đừng có hát bậy, cậu đâu biết tiếng Nhật. Không phải Kung Fu mà là Kanpu, National Kanpu, nghĩa là gió lạnh mùa hè đó. Kung Fu. Ê, tại chị em số này có bức thư độc giả rất nực cười, tôi đọc cho mấy cậu nghe nha. Nam Cung Phu Nhân, năm nay em mới 16 tuổi. Tối qua bạn trai của em thè lưỡi vào miệng em, hôm nay cảm thấy miệng hơi lạc, xin hỏi có phải em đã có thai rồi hay không? Ký tên người phiền muộn. Ý, ghê quá đi à. Suốt ngày cậu coi mấy thứ này hả? Làm gì có thai hay không? Ồ. Xin đáng ghét, đã kéo tóc người ta nữa. Cậu ta là... cậu ấy là chú Lợi, là học sinh chỉ trường mới vô lớp tụi mình đó. Tụi tôi mới nói tới cái lưỡi đó. Cậu ấy tên là Johnny, miệng lưỡi ghê lắm đó, nhưng mà cậu đừng sợ. Tôi tên là Akina. Akina gì chứ, người ta là Akina Nakamori. Còn cậu khắp người chỉ toàn là mỡ thôi, kêu cậu là Uno được rồi. Như nhau thôi. Cậu ấy là Đan Đan, là người học giỏi nhất trong đám tụi mình đó. Sau này cậu có muốn copy thì copy của cậu ấy. Chết rồi, tôi mới nhận được thông tin giáo viên chủ nhiệm của mình năm nay là thầy Bàn. Hả? Thầy Bàn rất thiên vị, chỉ toàn thương gái đẹp mà thôi. Đang đang thì sướng rồi, chắc chắn thầy Bàn chọn cậu làm lớp trưởng. Còn nữa, lớp mình có một học sinh mới, nghe nói là gái Đài Lục đó. Có người nói thấy cậu ta tới trường phỏng vấn, nói tiếng Quảng Đông mà còn chưa có rành nữa. Tức cười lắm. Bạn này là... cậu ấy là học sinh chuyển trường mới vô lớp tụi mình đó, tên là Chu Lợi. Tôi tên Nguyễn Thu. Không phải, cậu ấy tên là Tía Ly đó, vì suốt ngày cậu ấy cứ bô lô ba la. Có phải cậu bơi từ Đại Lục qua đây không? Vậy có phải cậu là bà con của anh Sáng không? Có phải cậu cũng rất thích ăn hamburger không? Chắc là cậu cũng giống như anh ta, một lần ăn được 30 cái hamburger hả? Đừng chọc người ta mà. Tôi không chọc, nói chuyện với bạn mới thôi mà. À, chú Lợi tuần sau nào vậy? Tôi không biết, tôi không rành mấy thứ này. Thì ra cậu không phải là ánh sáng, là cô thôi. Đừng chọc cô ấy nữa. Lát nữa tụi mình cùng đi ăn trưa nha. Ừ. Làm gì lại tới ăn hamburger vậy? Nè, giờ đang có trò chơi nói nhanh, chơi thắng được tặng nước còn miễn phí á. Đã quá, tôi muốn chơi. Trò cũ rít, tôi không chơi. Tôi sợ nhất trò nói nhanh, tôi không đi đâu, mấy cậu đi đi. Tôi muốn chơi trò nói nhanh. Hello, tuyệt vời, tôi đến đây, nước xuống còn ngọt tuyệt vời. Mọi người ăn xong không nhấm răng và dặn xong cái tá lạ. Chúc mừng cô, tặng cho cô một ly nước ngọt miễn phí. Cảm ơn. Tới tôi. Hai lớp tuyệt vời, tôi đến đây, nước sốt ngon ngọt tuyệt vời. Mọi người ăn xong tôi quên mất tiêu rồi. Cảm ơn nhiều. Quan nghênh quý khách, có hứng thú thử chơi trò nói nhanh không? Có phải muốn chơi trò nói nhanh không? Cô có thời gian 6 giây chuẩn bị. Chuẩn bị bắt đầu. Hai lớp thịt bò khen tá lạ, bà già ngon ngọt tuyệt vời. Anh luôn ăn tới răng hù luôn. Mọi người kêu lên đẹp trai quá. Chúc mừng cô đã hoàn thành. Cô phải tôi nói sai hết sao? Đúng, nhưng mà cô chế nghe cũng hay lắm. Cô thích anh Luân lắm hả? Tôi cũng tên là Luân. Cô đây. Người tiếp theo. Chà, cậu cũng thành công hả? Yeah, được uống nước ngọt miễn phí rồi. Đẹp trai quá à. Ai đẹp trai vậy? Anh Luân đó.
Hả? Làm gì lưng tới hả? À, không phải. Nè, mấy cậu đừng nhìn qua đó. Chàng trai đang bán hamburger ở đằng kia kìa. Hả? Cha, nhìn giống Danny quá ha. Thế tôi thấy hơi giống Marky đó. Tôi biết anh ấy. Anh học trường Nam kế bên tên là Island Jill Dương Tử Lương. Năm ngoái trong lễ hội âm nhạc trường tôi đã từng thấy anh đàn guitar. Island Jill, tôi từng nghe qua tên này rồi. Là hot boy của trường đó. Mỗi ngày có rất nhiều cô gái đứng chờ anh tan học. Tại sao hôm nay anh không đi học? Tôi biết, tại trường anh đang gắn máy lạnh. Tuần sau mới đi học. Vậy thì anh cũng rất siêng năng. Tôi thấy tại anh nghèo mới đúng. Tôi cũng muốn tan học làm thêm việc để kiếm tiền. Bộ cậu cũng nghèo lắm sao? Vậy sao cậu không chơi trò nói nhanh đi? Có nước ngọt miễn phí uống đó. Có khi người ta sẽ bỏ qua cho giọng quê của cậu. Hay là đọc mấy câu nghe thử đi. Chu Lợi, đừng sợ, cậu thử đọc đi. Tôi không đọc được. Biết ngay là không được mà. Nếu cậu ấy đọc được tôi thua cái gì cũng được. Được đó, bây giờ tôi sẽ cá cược với cậu. Nếu hàng ngày nữa trở lại đây, Chu Lợi mà chơi thắng được trò nói nhanh, lấy được ly nước ngọt, vậy thì cậu thua. Được thôi, muốn cược cái gì? Hay là mình cược 30 cái hamburger đi. Wow, yeah. Được. Quyết định vậy đi. Hai lớn thịt bò tôi tới lấy. Sao hết câu rồi? Tí Ly ơi. Ơi, làm mẫu. Hai lớn thịt bò tôi đến đây, nó sống còn còn tuyệt vời. Mọi người ăn xong không dính răng và dặn xong khen tá lả. Ngậm chặt nó. Có được không vậy? Được. Tạp chí truyền hình nói đài truyền hình huấn luyện diễn viên phát âm như vậy đó. Vậy cậu thử đi. Hai lớn thịt bò. Thử lần nữa. Hai lớn thịt bò tôi đến đây. Hai lớn thịt bò. Không phải hai lớn là hai lớp. Cậu phải mở miệng ra. Hai lớp thịt bò. Hai lớp thịt bò. Bò tôi đến đây. Đã nói không phải là tôi mà là tôi. Hai lớp thịt bò tôi đến đây. Hai lớp thịt bò tôi đến đây. Nước sốt ngon ngọt tuyệt vời. Mọi người ăn xong không dính răng. Bà già ăn xong khen tá lả. 10 giây lố giờ rồi. Không sao, tôi tiếp tục tập luyện. Hai lớp thịt bò. Bây giờ mấy giờ rồi? Hả? Trễ vậy rồi hả? Tôi phải về nấu cơm đây. Chết rồi, chắc chắn là bị cô giữ chết luôn. Tôi phải về trước đây nha, tạm biệt. Không phải tôi, mà là tôi. Sao Chu Lợi về sớm vậy? Cậu ấy nói phải nấu cơm. Bộ cô của Chu Lợi dữ lắm hả? Dữ lắm. Nghe mẹ tôi nói cổ thường lấy roi mây đánh cậu ấy đó. Hả? Vậy ba mẹ của Chu Lợi đâu? Có phải ở đại lục không? Họ đã chết rồi. Hình như bị tai nạn giao thông. Cho nên Chu Lợi đành phải sống nương nhờ vào cô đó. Tội nghiệp quá. Hèn chi cậu ấy ốm như vậy. Mấy cô muốn chơi trò nói nhanh à? Yên tâm đi Chu Lợi, cậu nhất định làm được. Tôi muốn chơi. Chuẩn bị, bắt đầu. Hai lớp thịt bò tôi đến đây. Nước sốt ngon ngọt tuyệt vời. Mọi người ăn xong không dính răng. Bà già ăn xong khen tá lả. Mấy giây vậy? Chúc mừng cô thắng cuộc. Không tin, Chu Lợi không thể nào thắng được. Tôi có bấm giờ, cô ấy tốn tới 7 giây mới đọc xong. Anh tính sai rồi. Đang đang, có chơi thì có chịu chứ. 30 cái, ăn hết đi. Ăn hết đi. Hả? Bắt tôi ăn hết thiệt hả? Hay là thôi đi. Không được, tại chính miệng cậu ấy nói thôi cái gì cũng được mà. Lần này tới lượt cậu đóng vai ánh sáng rồi. Không ăn hết thì cậu chết chắc đó. Hả? Đừng vậy mà, ăn hết sẽ chết đó. Cùng lắm là chết thôi. Mọi người một cái.
Đang Đang, hay là cậu cũng ăn một cái đi. Hồi nãy cậu chưa ăn gì hết. Tôi không phải ăn sáng, tôi không ăn bánh đâu cô tôi. Đang Đang là như vậy đó, cậu đừng để ý đến cậu ấy. Tóm lại á, sau này tụi mình sẽ chơi chung với nhau, sẽ không cho ai ăn hiếp cậu đâu. Chú Lợi sao rồi? Cậu ấy không tin lời tụi mình nói sao? Cậu ta không tin thì thôi đi, cần gì để ý, mình đi thôi. Tôi muốn đợi cậu ấy luôn. Cậu còn đợi hả? Tôi không đợi được đâu, tôi phải về nhà gấp lau nhà cho mẹ tôi. Tôi về trước nha. Vậy có rảnh thì gọi tụi tôi nha. Được rồi, tạm biệt, tạm biệt. Chú Lợi à, hay là tụi mình đi chung đi, tôi đưa cậu về khách sạn nha. Chồng cậu đi chung với cô Tây kìa. Không phải, cậu nhìn lầm người rồi. Rõ ràng là họ mà, cậu còn không tin. Tụi mình đi coi thử đi. Không đi đâu. Sao lại không đi chứ, cậu sợ hả? Tôi đi chung với cậu nếu không họ đi mất đó. Đúng rồi, đi coi cho kỹ làm rõ hết mọi việc. Có lẽ tụi mình hiểu lầm cũng nên. Đi đi mà. Phải là tụi mình không nên tới chỗ này không? Giống như là tụi mình đã vô nhầm toilet nam vậy. Hay là tụi mình về trước đi nha. Đi thôi.